Xin chào các bạn. Để giữ được cái cây giống hoa thực dược qua một cái mùa hè, nói chung là rất là gian nan các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái cách mà mình che mưa che nắng cho cái cây hoa thực dược giống nhà mình. Thì đây là những cái cây hoa thực dược màu biến. Mình cũng quay rất là nhiều video cho các bạn xem rồi. Thời gian vừa rồi thì nó tốt quá, nó chịt vòm thì mình có cắt đi. Mình có cắt đi lúc này mầm đang lên như thế này rồi các bạn. Thời gian vừa rồi thì nó cũng bị thối mất đôi cây. Để giữ giống cây hoa thực dược qua mùa hè mà chúng ta trồng ở ngoài vườn thì mỗi người có một cái cách giữ giống riêng. Thì như những video mình đã chia sẻ cho các bạn xem, trong quá trình mình giữ giống thì mình làm như thế nào thì mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái vòm để mình che mưa che nắng cho cây hoa thực dược. Thời gian tháng 7 này là cao điểm của những ngày nắng nóng và mưa gió bất thường, có những trận dông rất là to. Tối hôm qua một trận dông rất là to, nếu mà mình không có cái mái che mà chắc chắn thì hôm qua chắc là cái chỗ này cũng no nước rồi các bạn. Các bạn muốn làm cái vòm che như này thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta làm. Các bạn dùng cái sắt 6 và sắt 8, các bạn quấn cầu vòng này cho mình. Đấy, quấn như này cho mình. Sau đó các bạn dùng cái lưới đen. Cái lưới đen thì các bạn sẽ che ở cái lật dưới như này cho mình. Đấy. Tiếp lên trên thì các bạn dùng cái ly lông. Các bạn che lên trên này cho mình. Thì mình sẽ phải dùng hai lớp các bạn. Còn nếu các bạn dùng bằng cái bạt dứa, bạt kẻ thì các bạn không cần phải cái lưới đen này cũng được. Như đây là mình dùng bằng ni lông. Mình dùng bằng ni lông thì mình phải dùng cái lưới đen như này các bạn. Đây là mình dùng bằng ni lông mình che ở trên. Thì mình phải dùng cái lưới đen ở dưới này để mình giảm cái cường độ ánh sáng nó chiếu trực tiếp vào cái cây hoa thực dược. Đấy, bây giờ mình sẽ vén lên cho các bạn xem. Đấy. Đây lưới này của mình cũ nên nó thủng đây các bạn. Thì phía dưới các bạn che lưới đen cho mình. Trong đó các bạn che lớp trên bằng một cái lớp ni lông như này. Thì khi trời mưa thì chúng ta kéo xuống, còn khi trời nắng thì các bạn kéo cái ni lông lên. Các bạn kéo cái ni lông lên cao như này. Hai bên các bạn kéo lên, còn các bạn để cái lưới ở dưới như này. Để cho cái không khí nó lưu thông ở bên trong cái luống hoa của chúng ta nó không bị nóng. Đấy, chúng ta sẽ vén cái ly lông lên như này. Thì phía dưới chúng ta vẫn cứ để cái lưới đen bình thường như này. Bởi vì cái lưới đen này nó cũng thoáng gió. Chứ chúng ta không cần phải kéo lên như này. Nếu chúng ta kéo lên như này thì nắng nó sẽ chiếu vào. Cái hoa thực dược của chúng ta ở bên trong nó sẽ bị cháy lá. Các bạn cứ kéo cái ly lông đen chùm như này cho mình. Còn nếu các bạn dùng bằng cái bạt kẻ, cái bạt dứa kẻ thì các bạn không cần dùng ly lông và các bạn cũng không cần phải dùng cái lưới đen ở dưới. Đấy. Thì sau khi mình che hai lớp, lớp lưới ở dưới và lớp ly lông ở trên thì các bạn dùng một cái dây này, các bạn co lại và các bạn thít xuống cho mình. Mỗi một cái vòm này chúng ta cắm cách nhau độ 1 mét. Mét đến mét rưỡi. Cắm như vậy thì nó sẽ chắc chắn cho cái vòm tre của cái luống hoa của chúng ta. Còn nếu chúng ta cắm thưa hơn thì nó rất là yếu ớt. Những cái trận dông về nó rất là mạnh các bạn nhé. Nó giật rất là mạnh nên chúng ta cần phải có cái dây này thít thật chặt. Thì cái dây này các bạn có thể dùng bằng cái dây nhựa đen ấy. Mình thì nhựa đen nó cứng, mình ngại mình không dùng. Cái dây nhựa đen thì nói chung ở làng hoa, làng rau người ta chuyên dùng. Nó rất là bền. Đó thì mình cũng có nhưng mà mình không dùng. Dùng cái dây trắng này thì nó chỉ được khoảng độ 20 ngày là nó sẽ mục mủn đi. Lúc đó lại phải thay dây khác. Như được cái là nó dễ buộc các bạn. Nó dễ buộc. Nó không cứng như là cái dây nhựa đen. Dây nhựa đen mình buộc thì nó sẽ được bền hơn. Có thể mình buộc lửa 5 trời, 5 giờ nó không có vấn đề gì. Nhưng buộc cái dây trắng này thì nó chỉ được khoảng độ 20 ngày là nó sẽ mục đi, lúc đó mình lại phải thay dây mới. Nhưng mà buộc thì nó rất chắc đây các bạn. Buộc nó thít vào cái sắt này rất là chắc. Khi mà gió là nó sẽ không bị tuột cái dây này ra. Nó không tốc được cái mái này lên. Đấy, thì các bạn
các bạn cứ làm theo cách của mình. Đấy. Đấy. Khi mà mưa thì các bạn kéo xuống này cho mình, còn khi nắng thì các bạn co ly lông lên, còn thời tiết nắng thì các bạn vén nó lên như này, các bạn tưới cho nó hàng ngày, các bạn tưới cho nó. Khi tưới xong thì chúng ta lại kéo nó xuống. Trời nắng thì chúng ta cứ để cái ly lông nó co lên như này. Thì đối với cây hoa rực rực cái mùa hè này, nếu mà chúng ta không làm như này, để trực tiếp ngoài trời, nó sẽ cháy hết lá và nó hay bị thối củ. Còn mình che đậy như này, tỷ lệ thối củ nó cũng có nhưng nó rất ít. Nó rất ít. Các bạn cũng có thể làm một cái dàn che ở phía trên cao, mình che lưới đen ở trên, còn ở dưới này mình chỉ che ly lông không thôi. Mình thì mình không làm như thế, làm như thế nó cầu kỳ hơn. Mình làm cái cách này nó đơn giản hơn các bạn. Làm như này thì cái vòm nó hơi thấp thì nó cũng có hơi nóng một chút. Nhưng mà không sao các bạn ạ, cây thực dược nó vẫn phát triển rất là đẹp. Còn nếu chúng ta làm cái dàn cao ở trên, chúng ta che lưới đen thì càng tốt. Nhưng mà miền Bắc thì nó rông rất là mạnh. Nhiều khi là mình che cái lưới đen trên cao, rông nó về là nó sẽ bung bét hết các bạn. Còn mình làm như này thì rông nó về thoải mái, không ảnh hưởng gì các bạn. Mình cứ che đậy như thế này, gió về thoải mái, nó sẽ không lôi được cái vòm này lên. Thì mỗi cái vòm này các bạn có thể buộc một cái dây lịt nó xuống, hoặc là các bạn cũng có thể cách hai cái vòm này, các bạn làm một cái dây lịt như mình đang buộc đây. Thì mỗi một cái khung sắt vòm như này mà chúng ta lịt được một cái dây thì nó sẽ chắc chắn hơn. Nó chắc chắn hơn. Đây là mình cách một vòm, mình lại lịt một vòm. Còn đâu là mình bỏ không như thế này. Đây là cái chỗ này, cái vòm sắt mình bỏ không. Làm như này thì nó cũng không chắc chắn. Còn nếu chúng ta mà cứ mỗi một cái vòm sắt như thế này, chúng ta lịt một cái dây vào như thế này thì rất là tuyệt vời. Nó không thể tốc được, nhưng mà trong quá trình mà chúng ta kéo lên kéo xuống thì nó có hơi vướng một chút, bởi vì nó nhiều cái đai, bởi vì nó có nhiều cái đai dây lịt như này, nó hơi lâu một chút. Phía hai đầu của cái vòm che cái luống hoa thực dược thì các bạn đóng cho mình cái cọc như này. Đây là mình đóng cái cọc sắt này các bạn này. Các bạn có thể đóng chéo vát này để chúng ta ghim cái đầu đi lông và cái đầu lưới vào đây. Bên trong cái vòm sắt này, cái vòm sắt này thì các bạn buộc một cái dây vào cái vòm sắt này, các bạn kéo xuống, các bạn buộc gô vào cái cọc này để mình giữ cái vòm sắt này. Khi mình căng ni lông thì nó không bị siêu, mình sẽ gô cái dây ở đây buộc vào cái cọc này để cho nó giữ cái vòm sắt này, cho nó đứng thẳng, thẳng đứng lên. Chứ không, nếu chúng ta không có cái dây mà chúng ta gô vào cái cọc này mà cái vòm sắt này nó sẽ siêu vào phía bên trong này, nó sẽ đổ về phía bên trong này. Khi các bạn làm cái vòm tre như này thì các bạn phải chú ý cho mình cái cọc này. Cọc này quyết định cái vòm của các bạn nó căng hay nó trùng, nó võng, nó đọng nước hay không. Là nó do cái cọc này, chúng ta cần phải có một cái cọc thật chắc, đóng thật sâu xuống để chúng ta buộc cái dây vào cái sắt này, chúng ta kéo vào đây và chúng ta buộc lưới và buộc ni lông. Khóa nó lại ở cái điểm này thì cái vòm này nó mới chắc được, nó mới không có cái độ xê dịch. Hai đầu luống các bạn làm cho mình hai cái cọc như thế này, các bạn đóng xiên chéo. Còn nếu không làm hai cái cọc như này thì cái ly lông của chúng ta suốt ngày đọng nước, khi mà mưa xuống là nó sẽ võng nước ở trên này thành những cái bọng nước rất là to và gió nó sẽ tốc hết ly lông lên, bởi vì nó không được căng. Chúng ta cần phải có cái cọc ghim như thế này, chúng ta ghim hai đầu luống lại. Đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.